đóng là gì? Quỹ đầu tư đóng là quỹ hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư nhằm mục đích thu lợi nhuận từ nguồn tiền nhàn rỗi. Tính chất ổn định trong dài hạn chính là ưu điểm vượt trội của loại hình đầu tư này. Chứng chỉ quỹ một khi đã chào bán ra thị trường thì không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư. Tức là quỹ đóng chỉ huy động vốn thông qua việc phát hành chứng chỉ từng lần một. Nếu nhà đầu tư không mua được chứng chỉ quỹ khi phát hành tập trung thì chỉ có thể mua tại thị trường chứng khoán thứ cấp từ các cổ đông hiện tại. Và quỹ đầu tư đóng không có liên quan gì tới những giao dịch này. Sau khi kết thúc việc huy động vốn, các chứng chỉ quỹ sẽ được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán. Hoặc chỉ được phép giao dịch trên thị trường chứng khoán phi tập trung và được giao dịch như cổ phiếu thông thường để tạo tính thanh khoản cho loại quỹ này. Khi đó, các nhà đầu tư có thể thực hiện các hoạt động mua bán trên thị trường thứ cấp để thu hồi vốn. Giá trị giao dịch của chứng chỉ quỹ có thể cao hoặc thấp hơn giá trị tài sản ròng của quỹ. Đặc điểm nổi bật của quỹ đầu tư đóng. Cơ cấu của quỹ đầu tư đóng khá ổn định vì không yêu cầu các nhà đầu tư phải dồn toàn bộ vốn, không tạo ra áp lực về việc xoay vòng vốn. Nhờ vào tính ổn định cao nên quỹ đầu tư đóng mang đến lợi nhuận cao hơn trong các dự án dài hạn và các chứng khoán có tính thanh khoản thấp. Khi có nhu cầu, nhà đầu tư có thể mua lại chứng chỉ quỹ ở thị trường chứng khoán thứ cấp nếu như không mua được tại thời điểm phát hành. Khi nhà đầu tư có khả năng tài chính ổn định thì việc tham gia vào các quỹ đầu tư đóng có lợi hơn. Khoản vốn của nhà đầu tư sẽ được sử dụng cho một hoạt động trong thời gian dài nhằm đảm bảo sự ổn định cho nguồn vốn. Những cơ hội có được khi đầu tư quỹ đóng. Trong dài hạn, quỹ đầu tư dạng đóng có thể mang về cho nhà đầu tư mức lợi nhuận cao hơn so với quỹ đầu tư mở. Nguồn vốn của các nhà đầu tư được quản lý bởi các chuyên gia có chuyên môn nghiệp vụ và giàu kinh nghiệm của công ty quản lý quỹ. Việc thực hiện mua bán các chứng chỉ quỹ được diễn ra trong suốt ngày giao dịch, phân tán chi phí và san sẻ rủi ro tài chính cho các nhà đầu tư khác. Việc này khiến cho quỹ đóng có mức độ rủi ro thấp hơn, đặc biệt là khi thị trường biến động. Nên đầu tư quỹ đóng hay quỹ mở? Quỹ mở đem đến những đặc tính hấp dẫn hơn nhờ vào tính thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi sang tiền mặt khi có nhu cầu. Đây cũng là ưu thế của quỹ mở so với quỹ đóng trong trường hợp quỹ hoạt động thiếu hiệu quả. Người tham gia có thể ngừng việc đầu tư vào quỹ bất kỳ thời điểm nào để tránh rủi ro. Quỹ đóng có những đặc điểm giới hạn về quy mô, thời gian và tính thanh khoản. Tuy nhiên, quỹ đóng có thể mang tính chất đầu tư dài hạn nhờ vào sự ổn định của nguồn vốn. Cụ thể, quỹ đóng không có nghĩa vụ mua lại chứng chỉ quỹ của người tham gia, từ đó tập trung tối đa nguồn vốn đã huy động để đầu tư vào các danh mục mang tính chất dài hạn. Quỹ đóng và quỹ mở được hình thành nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau. Quỹ đóng phù hợp với những người có số vốn đầu tư lớn. Đầu tư quỹ mở là giải pháp lý tưởng cho những ai có số vốn nhỏ. Nhà đầu tư cần lưu ý, dù là quỹ đóng hay quỹ mở đều tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Đặc biệt, loại quỹ đóng thành viên có lưu lượng vốn lớn, tính thanh khoản thấp với mục tiêu đầu tư nguồn vốn lớn vào các lĩnh vực khá mạo hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo các chuyên gia, quỹ đầu tư đóng có cơ cấu vốn ổn định nên có lợi thế khi đầu tư vào các dự án dài hạn, chứng khoán có tính thanh khoản thấp. Tuy nhiên, chứng chỉ quỹ có tính thanh khoản không cao nên giá thị trường thấp và mất nhiều thời gian thu hồi. Học viện Cổ phiếu Trường Money chúc các bạn đầu tư thành công.